Xin chào các bạn, hiện tại mình đang trên buýt đến Rheinau, một ngôi làng miền núi ở phía nam bang Bavaria của nước Đức. Lần đầu tiên mình đi ngang qua ngôi làng này là vào mùa đông năm 2019. Cảnh tượng mùa đông ở đây giống như trong truyện cổ tích vậy đó. Lúc đó mình đã có dự định quay lại vào mùa xuân hoặc là mùa hè. Tuy nhiên sau đó dịch bùng phát và kéo dài đến tận hôm nay mình mới có dịp quay lại đây vào mùa hè. Ngôi làng này cách Munich khoảng 96 km về phía nam. Từ Munich bạn có 3 cách để đến Rheinau. Cách thứ nhất là đi xe tự lái, chạy theo tuyến đường A95 về phía nam mất khoảng 1 tiếng 10 phút để đến Rheinau, hoặc bạn có thể đi theo tuyến đường A8 cũng đi về phía nam. Nếu đi theo tuyến này thì sẽ xa hơn một chút, mất khoảng 1 tiếng 30 phút để đến ngôi làng thơ mộng này. Cách thứ hai, bạn có thể đi xe bus stop ở Munich. Shop là ZOB từ Munich đến thị trấn Garmisch-Partenkirchen mất khoảng 1 tiếng 15 phút. Rồi từ Garmisch-Partenkirchen bạn đi thêm một tuyến bus nữa để đến Rheinau. Đoạn đường này mất khoảng 40 phút. Tuy nhiên nếu đi theo cách này bạn nên lưu ý là từ Munich đến Garmisch-Partenkirchen thì tuyến bus này nó mỗi 3 tiếng mới có một chuyến bus. Cách thứ ba là đi tàu từ ga trung tâm Munich đến ga Garmisch-Partenkirchen mất khoảng 1 tiếng 15 phút. Rồi từ đây bạn đón bus đến Rheinau. Nếu đi tàu thì cứ mỗi 1 tiếng đồng hồ sẽ có một tuyến. Tàu ở đây là tàu điện giống như metro ở Singapore chứ không phải là tàu chạy trên mặt biển nha các bạn. Mình đến Rheinau bằng cách thứ ba, tuy nhiên vào thời điểm mình đến đây thì có một đoạn đường ngưng không hoạt động vì cần được sửa chữa, nên tàu chỉ đi đến thị trấn Murnau, sau đó có một tuyến bus thay thế tàu để đưa khách tới Garmisch-Partenkirchen. Nói về hệ thống giao thông ở Đức thì mình đã có một vài lần chia sẻ về vấn đề này.
Hôm nay mình muốn nói thêm một vấn đề về về việc sử dụng phương tiện thay thế khi tuyến đường bạn đi có một đoạn ngưng hoạt động để sửa chữa hoặc có vấn đề gì đó mà tàu không thể lưu thông được. Ví dụ như là bạn mua vé từ A đến B nhưng mà trên đoạn đường đó có một đoạn cần phải sửa chữa nên tàu không thể lưu thông được, thì công ty phụ trách hệ thống giao thông ở Đức sẽ bổ sung vào đó một tuyến buýt để vận chuyển khách đến trạm tiếp theo để hành trình của khách không bị gián đoạn và bạn không phải trả thêm một phụ phí nào hết á. Ví dụ như vậy cho dễ hiểu nè, ví dụ đoạn đường mình muốn đi là từ A đi qua B để đến C, nhưng vì đoạn đường từ B đến C đang ngưng phải sửa chữa cho nên tàu của mình á, đưa mình đến từ A đến B thì nó sẽ ngừng lại ở đó, sau đó sẽ có một tuyến bus bổ sung từ B đến C để đưa mình đến nơi mình cần đến. Quay lại với Right Now, đây là ngôi làng xinh đẹp nằm ngay dưới chân ngọn núi Sux Spitzer. Đây là ngọn núi cao nhất nước Đức. Dù là mùa hè hay mùa đông thì Right Now vẫn rất đẹp theo từng mùa. Nó đẹp đến mức khi mình đi ngang qua đây lần đầu tiên thì mình đã nghĩ là mình nhất định phải quay lại đây để có nhiều thời gian hơn với nó. Tin mình đi, dù là giữa mùa hè nhưng khi đến đây nhìn cảnh vượt cây cối đồng cỏ xanh mát ở đây thì bạn như quên đi cái nắng hơn 30 độ C đang nướng làn da của bạn. Đây là trạm xe buýt mình quyết định dừng lại để đặt bước chân đầu tiên của mình lên ngôi làng mà mình đã đi qua cách đây 3 năm. Mình không biết diễn tả cái cảm xúc của mình bây giờ bằng những từ ngữ nào. Khi đặt chân lên một vùng đất mới, một nơi mới, chỉ cần vô tư bước đi, không cần định hướng, không cần do dự, không sợ sệt, như tan vào không khí, hòa vào mọi thứ xung quanh mình vậy. Mình khá ngạc nhiên vì Right Now tuy đẹp nhưng không phải là nơi phổ biến về du lịch ở nước Đức. Khách đi cùng tuyến bus với mình đến đây, hầu như họ đều là người Đức và đến đây để hiking. Địa thế ở đây cực kỳ lý tưởng để hiking luôn á, những cánh rừng thông ngút ngàn trên đồi. Hiking ở đây không có cảm giác thâm sâu cùng cốc hoặc bí ẩn như là trong phim kiếm hiệp đâu. Họ sẽ chỉ đi trên con đường mòn, có bạn chỉ đường thôi. Và tất nhiên trong những cánh rừng này sẽ không có cướp bóc gì đâu. Người Đức rất thích hiking. Theo một nghiên cứu vào năm 2018 thì có tới 50% người Đức xem hiking là sở thích của họ. Họ hiking ít nhất 2 đến 3 lần mỗi tháng và duy trì điều này ngay cả vào mùa đông giá lạnh. Về việc yêu thích hiking của người Đức bắt nguồn từ việc họ yêu thích được tập thể dục giữa thiên nhiên và không khí trong lành. Như mình có đề cập trong những video trước, người Đức họ rất ưa vận động, tập thể dục, bơi, đạp xe, chèo thuyền, vân vân mây mây. Dù là mùa hè nóng bức hay là mùa đông giá lạnh, họ đều dành khoảng thời gian cố định để tập thể dục và hiking. Khi hiking, họ hay đi cùng bạn bè hoặc gia đình. Ở Đức bạn sẽ không khó để thấy những đứa trẻ 7-8 tuổi hiking cùng bố mẹ vào các kỳ nghỉ hè. Đối với họ, ngoài lợi ích tăng cường sức khỏe, hiking còn là khoảng thời gian của gia đình để cùng nhau tận hưởng thiên nhiên. Thank you.
nhưng mà nó không phải là đường ray của các tàu thường như các thành phố khác ở Đức đâu. Như mình chia sẻ từ đầu, nếu mà muốn đến Rheinau thì bạn phải di chuyển bằng buýt từ thị trấn Garmisch-Partenkirchen đến đây. Vậy thì cái đường ray này là sao đây? Đường ray này là đường ray của tàu leo núi. Tuyến đường sắt này là một trong số ít các tuyến đường sắt dành cho tàu leo núi được vận hành ở Đức. Nó được xây dựng vào năm 1928 đến năm 1930, gồm 3 giai đoạn và đi vào hoạt động vào mùa hè năm 1930. Nó bắt đầu từ thị trấn Garmisch-Partenkirchen và kết thúc ở trên đỉnh của ngọn núi cao nhất nước Đức, đó là ngọn Zugspitze, cao 2.962m. Nó cao nhất nước Đức thôi, chứ nó vẫn thấp hơn đỉnh Phan Xipang của Việt Nam nha các bạn. Cái này đúng là Việt Nam mãi đỉnh. Tất nhiên trên này nó cũng có trạm ngừng ở Rheinau để đón và thả khách, nhưng mà đây là tuyến trên leo núi, tàu leo núi. Xin lỗi các bạn, đây là tàu leo núi đặc biệt, cho nên là nó không nằm trong cái mạng lưới tàu di chuyển phổ thông ở Đức. Nếu mà chỉ đến Rheinau thì các bạn di chuyển bằng buýt sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Họ không có xây nhiều tầng không? Đa số là chỉ có một tầng trệt và 1 đến 2 tầng lầu thôi. Mình nghĩ nơi đẹp như Rheinau như vậy không phải là không có khách du lịch đến đâu, nhưng mà họ không muốn phá hủy thiên nhiên để phát triển du lịch. Mình cũng đã có cơ hội đi ngang qua đây vào mùa đông. Lúc đó mình chỉ ngồi trên xe buýt mê ngắm đến quên lấy máy ra chụp luôn. Mùa đông thì tuyết phủ trắng và dày, mình ngồi trên xe buýt mà trong đầu cứ trời ơi đẹp quá. Xong rồi mới nhìn thấy mấy người dân ở đây, họ ở trước sân á, trời lạnh lắm, họ mặc đồ rất là dày, xong rồi họ cào tuyết nó dày cả mét á để ở trước sân á, để họ có đường đi ra đi vào. Nhiều khi các bạn thấy không, nhiều khi cái niềm vui của người này lại là cái cực nhọc của người khác. Trời, cái view nó đẹp xỉu luôn á. Lúc mình quay hình mấy cái nhà của người dân ở đây á, mình nghĩ họ sẽ không có cho mình quay đâu, tại vì nhà riêng của họ mà. Nhưng mà người dân ở đây họ cũng thân thiện luôn, họ chỉ cười và chào thôi. Lúc về nhà mình có nói với bạn một chút, ở Rheinau chắc là còn người chưa lấy vợ ha. Mình tới mình kiếm ai cũng được, người nào cũng được, miễn là cần vợ là mình lấy luôn để sống ở đây. Bạn mình cười lăn xuống sàn, nói em ma mày bị điên rồi. Sau khi xỉu lên xỉu xuống với vẻ đẹp của Rheinau vào mùa đông năm ấy, thì bây giờ mùa hè mình quay lại, trời ơi xỉu tiếp các bạn. Mình thấy Rheinau tuy là vùng đồi núi nhưng mà nó lại giống như là một quý cô rất là thanh lịch. Chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi, không cần phải cố lôi kéo người khác gì hết, nhưng mà lại rất là cuốn hút, khiến cho người khác phải liêu xiêu. Trước khi đến Rheinau, mình cũng đã đặt chân đến một số nơi. Lúc đó mình nghĩ, trời chỗ này đẹp quá, mình may mắn quá. Mình
được đến đây, xong rồi đến một nơi khác nữa, cái mình cũng lại trời sao nó đẹp quá à, sao mình may mắn quá mình được biết đến chỗ này. Cứ như vậy không biết đến bao nhiêu lần luôn á. Giờ đến Right Now vào mùa hè cũng vậy. Có một chuyện này cũng rất là buồn cười để mình kể các bạn nghe. Mình đến Right Now nhưng mà mình không có ngủ đêm tại đây, mà mình ở một thị trấn khác. Lúc đặt chân đến Right Now thì mình xuống một trạm bếp khác, lúc về thì mình về ở một trạm bếp khác. Mà cái trạm này nó có hai bên đường luôn. Một hướng á, thì đi về cái thị trấn mà mình ở, còn một hướng là đi lên núi. Xong rồi mình không có biết là đứng ở bên đây hay là đứng ở bên kia để đón bus. Xong rồi có một người đến, tại vì trên cái trạm này nó cũng để cái lịch trình bus đến và cái hướng đi của cái bus. Nhưng mà khổ một cái là hai bên đường nó để y chang nhau à. Thường thường nó sẽ nói nó là cái hướng này là hướng lên núi và hướng kia là đi xuống thị trấn. Nhưng mà cái này nó để hai bên y chang nhau, mình không có biết đi hướng nào hết. Đứng một hồi có một người tới, mình hỏi thì cái người này cũng xem lịch trình xong đón ở bên kia kìa. Ok, xong mình qua bên kia, nhưng mà mình vẫn còn nghi ngờ nha, tại vì mình nghĩ là người này là khách du lịch cho nên họ cũng không có chắc chắn. Mình ngồi một xíu, có hai người nữa thì mình mới hỏi người hai người này là khách du lịch hay là họ ở đây, thì họ nói là họ không phải là khách du lịch, họ ở đây họ chỉ đi bộ thôi. Xong rồi mình mới hỏi là mình hỏi họ là hướng bên đây về thị trấn hay là hướng bên kia về thị trấn. Xong họ nói là hướng bên kia. Xong mình lại mò qua bên kia nữa, nhưng mà trong đầu mình vẫn chưa có chắc chắn đâu. Xong mình nghĩ ok, bây giờ mình đi tới cái quán nước ở gần đó để mình mua chai nước. Xong rồi mình hỏi, chắc là cái người này sẽ chắc chắn hơn, hỏi chị mua chai nước. Xong hỏi chị đó, chị đã nói à, đứng bên đây để xuống thị trấn, đứng bên đây đón buýt để xuống thị trấn. Mình nghĩ chắc là chị này ở đây cho nên là lần này là chắc chắn rồi. Mình ngồi mình đợi một hồi, xong rồi có một người khác tới nữa, mình cũng nói chuyện qua lại. Xong rồi mình, người này cũng xem cái lịch trình buýt, xong rồi mình cũng hỏi là không biết là đứng bên đây hay là đứng bên kia đón buýt để đi xuống thị trấn. Xem xong cái người này nói qua bên kia đón mình xuống thị trấn. Trời, lúc này mình thấy chuyện gì đang xảy ra vậy. Nhưng mà cũng may là mình chưa có đi qua bên kia. Xong rồi mình đứng mình ngó xa xa thì thấy cái buýt nó đang đi tới. Mình chờ một xíu, nó lại gần một xíu, thì mình thấy là trên cái bảng xe buýt á, nó có để cái hướng đi về thị trấn. Ôi mừng quá, mình không có cần phải qua bên kia để đón lại. Trời, đón cái buýt để về thị trấn thôi mà cũng nhiều khê ghê. Ngoài vẻ đẹp yên bình của ngôi làng này thì bạn còn có thể đến những nơi nổi tiếng của Right Now là hồ Ba Đờ Xê, hồ FC và đỉnh núi cao nhất nước Đức Zugspitze. Mình không có ghé qua hồ Ba Đờ Xê, nhưng mà FC và Zugspitze mình đã đi qua và sẽ giới thiệu đến các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến đây. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cùng mình khám phá nước Đức nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo trong thời gian ngắn nhất có thể. Bye bye. Thank you.